Mày có biết là tao đi lên đến đây tao phải mất tiền không? Mày cắn cái quần què à? Nhà Hồ đang đi ra để thả sính nhé anh em nhé. Đó, nhà Hồ đang đi ra để thả thính. Tao này đánh chéo lên trên được không? Tránh hai người đánh nhau đánh thế đánh khó đấy. Móng là móng cả hai luôn đấy. Nói thật luôn. Đi câu nhìn nhau không mà đánh. Cháu nữa ở dưới mình là chán quá. Nó bắt được em tí. Nó gần nhau kia quá, nó gần môi quá. Đánh thế khó đánh. Đi xuống hồ Hương Thắng đánh quanh 5 mét một ổ thì đánh chưa đéo đâu được. Người ăn lên trên hồ Hạn Tiến thì nó 3 mét một ổ rồi. Mỗi lò ngon thì ông đến có huy chương nữa. Anh đổ anh đổ bên bên trái rồi anh dùng mép bên trái đi bên trái là vòng anh đổ từ quả phao đấy ông hất vào trong bờ một tí anh. Có trúng cần của em rồi anh. Anh cứ đổ thẳng phao cho em được. Vâng, đấy, chỗ đấy. Thả thính đã xong anh em nhá. Hiện tại thì cả hồ chưa ai lên cá. Vâng, hôm nay cái đầu quặn khu cuối kia nơi nát thật. Sáng giờ mới suốt. Đánh đen bà con nhá. Linh ơi em chào bà con cái nào.
Chào anh em nhé. Thành Móm hôm nay lại quay trở lại rồi. Thực ra đi câu móm nhiều nó quen rồi. Đúng rồi. Có sao đâu. Chẳng sao. Mình cả. Giải trí là chính anh em ạ. Còn... chủ yếu là mình tránh dịch rồi. Hôm trước có một cậu ở trên Ba Vì lấy mới lấy lăng xê xong oánh, anh gửi cho một gói oánh khá lắm Linh ạ. À, được mấy con chép, mấy cả một con trôi. Số 2 bạn đánh số 2 đánh đầu. Số 2 hả? Ừ. Thế là bảo bạn là cái điểm đánh. Ở đấy quên không hỏi điểm. Bảo gửi thêm 2 cân mồi lăng xê cho bạn ấy, mình bảo lười trộn quá, mình bảo thôi lấy 1 cân thôi, câu thử đi. Ok. À, ngày mai hoặc ngày kia là anh sẽ bố trí anh đi câu lăng xê rồi. Cá nổ xong rồi bà con nhá. Bây giờ thì gọi nhà hồ ra đổ thính thôi. Hồ câu Lâm Trường. Đấy, đi tiếp tục buổi hồ câu Lâm Trường tiếp. Điểm câu quen thuộc. Cái thời điểm đang trốn dịch như này thì nó sẽ có nhiều video hơn thường xuyên anh em nhé. Tại vì sẽ có thời gian để đi câu. Thì tới đây ngày mai hoặc ngày kia gì đấy, một hai hôm nữa thì mình sẽ làm một cái video đi câu lăng xê anh em nhé. Tại vì lâu lắm rồi không đi câu lăng xê. Thì đang rảnh như này thì lại đi làm lăng xê bán thôi anh em. Đấy cả, làm mồi lăng xê bán anh em nhé. Đang chờ nhà hồ ra đổ thính. Anh em. Con đầu tiên rồi nhá, con đầu tiên nhá. Linh em. Bình tĩnh nhá. Trôi à? Hai lưỡi thôi, vãi trưởng đi. Trôi chép. Trôi trôi. Ôi nhấc làm sao được. Ừ. Trôi chép. Trôi. Ôi giời, con này bụng bé thế. Con này. Bé à, trôi. Rồi, cảm ơn. Một con đầu tiên. Con này ngon đấy. Hồ này con nào phải ngon. Ơi cẩn thận em. Kim đâu? Kim bảo tổ cho nó kéo cho. Thành ra chưa mua được. Đấy giày mà dẫm chứ tì quần bẩn hết cả quần. Tất cả vì chú cá của chúng ta. Em bảo này. Cá em thịt rồi, than thì có rồi, tí nữa nếu mà anh em thích ăn ở ngoài này thì vào lấy chiếu ra xong nướng ăn. Ôi anh em mình vào đấy cùng ăn ở trong đấy cho vui. Vào trong kia không, nếu nhiều lúc sợ anh em lại kiêng nọ. Hả? Không phải kiêng em ạ. Trong kia thì nướng ở trong kia. Anh em vào đấy ngồi với nhau cho vui, ngoài này gió máy. Khổ rồi. Cái này cầm mấy cân em. Anh không biết được, anh độ lại giàu bố luôn. Anh chuyên độ còn gì nữa, con này chắc 2 cân 2. Chết. Yeah. Thế mà kêu anh không biết được, vừa thử câu đây phát nó đánh mày mà. Chết. Vâng, trôi. Trôi phải chưa. Rất là đẹp. Ừ, nhưng mình có mang túi đựng cá đâu, biết hôm nay móm không mang túi đựng cá. Có. Ôi xích. Lại xích. Con này nó phải rơi ở khoảng tầm 2 chân tới 3 chân. Ờ, nó dậy phát rồi. Đùa. Ờ, à, thế đéo nó có lúc mình thò chân ra nó lại dậy vào quần nhỉ. Anh em ơi, toang rồi. Mày mà dậy nữa là tao đạp cho một phát đấy. Im.
trôi. Dăm ba con thử ủ này. Ôi ôi, nó dậy cho hai bát này, Linh này. Không sao hết. Dậy cho 50 phát nữa như thế cũng được, chả sao, không quan trọng. Đấy anh em, xỏ cá là phải biết xỏ cá anh em nhỉ. Phải biết xỏ cơ, xong rồi tí nữa thả xuống là phải biết tuột tay cơ. Phải biết ôi thôi cơ. Xỏ cá là phải biết nói câu ôi thôi. Ăn lờ rồi. Này đầu ngắn thế này thoải mái. Rồi chắc hôm trước nó bị chật quá, xích của mình. Cái dây vòng nó chật quá. Nào đây. Ngon rồi nhá, thế này mà tuột được ra nữa thì bố mới ạ nhà mày. Cột luôn cái cột sắt đây này. Móc luôn cột sắt đấy được. Tí nữa vướng lúc dòng sợ vướng con này dây này chạy. Cho sang bên này đi. Ờ đấy. Ông đánh trôi thì đang ngồi im, còn ông đánh chấm đen thì lại lên trôi đùa. Còn đây mà. Như cứt.